Hạt chia này thì thực ra nó là một loại thực phẩm, nó là thực phẩm ăn hàng ngày chứ cũng không phải là như là thực phẩm bổ sung hay thêm gì và cả, nó là thực phẩm ăn hàng ngày. Cho nên là đương nhiên thì về cái số lượng ăn thì không hạn chế. Thế nhưng mà thông thường ấy thì người ta cũng chỉ khuyên là nên ăn độ khoảng tùy theo, có thể ăn từ 10 gram cho đến 20 gram, 30 gram một ngày.